lắng nghe. Và sau đây, lát nữa sau đây thì Quỳnh Trang sẽ trở lại sân khấu để tiếp tục hát cho quý vị nghe nha. Ngồi ngoài nắng đừng để bệnh nha. Để có thể xem chương trình cô chú chị. Đây đến dân đến để nhận quà từ phía bên ủy ban nhân dân xã. Dạ. Ba con nào mà nhận quà ngồi bên phía bên tay trái của con bên đây ha, dùm ha. Dạ. Dạ, trân trọng mà kính mời đơn vị tài trợ lại chúng ta tiến lên sân khấu để ngồi luôn ạ. Qua cái đứng mà họp chứ. Qua bên kia đứng rồi mới họp. Trân trọng mà kính mời quý đơn vị tài trợ chúng ta tiến lên sân khấu luôn ạ. Sĩ thì cũng đã đến đông đủ hết rồi nha cả nhà, đến đủ hết để chờ để đọc diễn văn rồi sẽ trao quà thì mấy em cũng đang ở đây, mấy em sinh viên. Sĩ cũng đã đến đầy đủ hết trơn nữa nha. Để tí xíu thì cũng trao quà xong rồi thì cũng sẽ tổ chức.
Okay.